Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý 1, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt tuyên truyền đại hội 13 của Đảng, duy trì chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm và chương trình phát sóng. Các cơ quan thường trú, đại diện báo trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương cũng đã thông tin trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tập trung vào công tác xây dựng Đảng, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng nông thôn mới, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều tác phẩm có tính định hướng dư luận xã hội, mang đến cách nhìn trung thực, khách quan, đa chiều, hỗ trợ tích cực cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin về kết quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2021 và định hướng nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã chủ động quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đặc biệt nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và định hướng thông tin tuyên truyền trong quý 2 năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin một số vấn đề liên quan đến việc làm căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường và tình trạng xe quá tải trên địa bàn. Đồng thời thảo luận, kiến nghị và đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị trong quý 2 năm 2021, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những cách làm hay trong nghiên cứu học tập triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh với 3 đột phá chiến lược, tuyên truyền các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Cùng với đó tiếp tục tuyên truyền về các lĩnh vực giáo dục đào tạo và tài nguyên môi trường, công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ 12 tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý 1 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 151 năm ngày sinh của Lenin và hướng tới 203 năm ngày sinh của các Marx, sáng nay Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề Di sản tư tưởng lý luận của các Marx Engels Lenin sống mãi với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tại hội thảo, các cán bộ giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh đã ôn lại và làm rõ thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của các Marx, Engels, Lenin đối với phong trào quốc tế cộng sản, công nhân quốc tế. Chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới của Việt Nam. Học thuyết giá trị thặng dư của Marx, ý nghĩa đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và sự vận dụng với nước ta hiện nay. Bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Marx Lenin, giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam. Vận dụng quan điểm của Lenin đổi mới công tác lý luận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong tình hình mới, vấn đề dân chủ trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng của Lenin, giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, chính sách kinh tế mới của Lenin và vận dụng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Quan điểm của Lenin về nhà nước, giá trị lý luận và thực tiễn về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sơ thảo luận cương là thứ nhất về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lenin, giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lenin với cải tiến bộ máy nhà nước, giá trị lý luận và thực tiễn trong cải cách nền tảng hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Tại hội thảo đã có 12 bài tham luận của các nhà nghiên cứu và của các cán bộ giáo viên nhà trường, đề cập khá toàn diện và sâu sắc các nội dung của chủ đề hội thảo. Đây chính là những luận cứ khoa học và thực tiễn rất quan trọng, cần thiết cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái vừa phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay trong quý 1 năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 với chủ đề Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng.
đợt thi đua cao điểm lập công dâng Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và đón xuân Tân Sửu. Phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm đã được triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong lực lượng vũ trang thành phố. Nhiều chỉ tiêu thi đua đã hoàn thành tốt như duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tổ chức tập huấn luyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 1 năm 2021. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm có chủ đề phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố nắm vững các chỉ tiêu kế hoạch quy định của các cấp về thực hiện các quy định của cuộc bầu cử. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự cán bộ tham gia ứng cử, chuẩn bị và tổ chức bầu cử chặt chẽ, chu đáo, nhanh gọn, trật tự an toàn, phấn đấu hoàn thành trước thời gian quy định, không để xảy ra khiếu nại tố cáo. 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, tự giác gương mẫu trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Các cơ quan đơn vị xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống nảy sinh, đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động cử tri phát huy tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tự giác tích cực tham gia bầu cử. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã trao giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các diện tích lúa xuân của huyện Trạm Tấu đang trong thời kỳ đứng cái làm đồng. Để đảm bảo thắng lợi trên cả ba mặt năng suất, sản lượng và diện tích, hiện nay ngành chức năng đang tích cực vận động người dân tập trung chăm sóc kịp thời, phát hiện sâu bệnh hại lúa xuân. Mặc dù là năm đầu tiên nông dân huyện Trạm Tấu không được hỗ trợ lúa giống theo chủ trương của tỉnh, song thông qua công tác tuyên truyền vận động, bà con đã chủ động giống và các vật tư nông nghiệp phục vụ gieo cấy, hoàn thành 1.558 ha lúa xuân, vượt 8 ha so với kế hoạch, với cơ cấu giống chủ yếu là lúa thuần chất lượng cao. Hiện nay các diện tích lúa xuân của huyện đang trong thời kỳ đứng cái làm đồng. Qua kiểm tra thăm đồng cho thấy chỉ có một số ít diện tích xuất hiện bệnh đạo ôn, khô vằn và tập đoàn dày. Để đảm bảo năng suất sản lượng từ nay đến cuối vụ, huyện Trạm Tấu chỉ đạo bà con tích cực thăm đồng để kịp thời phát hiện, phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh gây hại, tu sửa các công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu. Đặc biệt là thời kỳ lúa chỗ bông, đồng thời hướng dẫn người dân bón thúc để đảm bảo năng suất cao nhất. Huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 trồng mới 550 ha chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện đạt 5.000 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 50.000 tấn, trên 10 sản phẩm chè được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và trên 20 doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh chè theo hình thức liên kết chuỗi giá trị. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện hỗ trợ theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung hỗ trợ phát triển, nâng cao năng suất chất lượng vùng chè, tổ chức sắp xếp cơ sở chế biến và sản xuất chè, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, xây dựng mở rộng vùng sản xuất chè hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo sự ổn định trong phát triển sản xuất chế biến chè trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận nỗ lực của người dân, thời gian qua công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có những chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2020, toàn huyện Mù Cang Chải đã có 1.297 hộ thoát nghèo, trong đó có hơn 100 hộ tự nguyện xin thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện còn 26,39%. Có được kết quả này là nhờ thời gian qua, huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương trong việc thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh tăng vụ, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, nhân rộng những mô hình giảm nghèo hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân vươn lên thoát nghèo, tích cực phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 7% trở lên trong năm 2021. Sáng nay, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ CIE Yên Bái tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần thứ nhất năm học 2020-2022. Tham gia cuộc thi, 15 em học sinh khối lớp 3, 4, 5 trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đã trải qua 2 phần thi.
Ở phần thi thứ nhất, mỗi thí sinh nhí lựa chọn một chủ đề trong các chủ đề giới hạn của ban tổ chức như trường học của em, ngôi nhà mơ ước của em, giới thiệu về thành phố Yên Bái, chia sẻ về những việc yêu thích mà em hay làm vào cuối tuần và thực hiện bài thuyết trình đã chuẩn bị bằng tiếng Anh trong thời gian từ 3 đến 5 phút. Tiếp đó, phần thi thứ hai thể hiện kỹ năng phản xạ ngôn ngữ tiếng Anh bằng việc trả lời các câu hỏi của ban giám khảo đưa ra. Ngoài ra, học sinh trong trường còn được tham gia các trò chơi có sử dụng tiếng Anh đầy thú vị và hấp dẫn. Đây là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội cho các em nhỏ được giao lưu học hỏi, khích lệ học sinh ứng dụng tiếng Anh trong nhà trường.